Đó, nó lục ra nó ăn á. Đó, nó hấp ra nó ăn bỏ tùm lum mày này đó. Rồi có ăn nữa không? Này ăn đi. Đồ ăn này. Đồ ăn của ai mà giữa đó ăn đi. Hả? Là ăn đi. Ăn đi. Đó, của con này còn lại con ăn đi, đó ăn đi. Ăn đi. Nhặt lên tao bếp ăn đồ ăn của nhà luôn. Đó ăn đi con, hờ ăn đi, ăn đi. Ừ, ăn đi, cái dao này. Ăn đi. Bữa sau có ăn nữa không? Ở đây chân nào giữa lên đâu, chân nào, chân này đúng không? Chân này hay chân này? Chân nào giữa mặt con coi. Đi coi cái mặt có đẹp không mà đi ăn dọn. Chân nào? Ở đây chân nào ăn đồ ăn của mẹ. Chân này đúng không? Cắt chân này bỏ chưa? Hay chân này? Chân nào? Cắt bỏ chưa? Chân này đúng không? Đưa lên coi chân này đúng không? Đúng chưa? Cắt cái này bỏ đi chưa? Bây giờ cấm không được lên này ăn dụng nữa chưa? Rồi cắt chân này bỏ. Ở đây đưa chân này. Đưa chân qua cắt này. Hờ ăn đi, rồi ăn đi. Bà cắt thiệt hả bà? Ở đây bà cắt bà bỏ luôn. Chân này nè đúng không? Hai chân này giơ chân lên coi. Rồi đưa hai lá kéo cắt bỏ đi. Uống nước lên này uống nữa mà cho chỗ uống chỗ đồ không uống đâu à, lên này uống nước lên này ăn mẹ nó ập lại vậy nè đó ập vậy đó nó hất lại vậy nó ăn nè nó ăn nó bỏ tùm lum vậy đó hỏi nó chừng nào nó không nói uống nước không cắt cổ rồi sao mà lên này ăn là cắt cổ luôn nghe chưa.